quay từ từ thôi, tại vì lên màn hình nó sẽ bị giật. Từ từ nhá, rất từ từ, rất từ từ. Phát từ từ, điên lên từ từ, phát 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 phát. Đi ra ta được
Nắm bắt thời cơ, nhạy bén với thị trường và có một hướng đi thích hợp, nên sau 6 năm thành lập, công ty cổ phần Bắc Trung Nam đã trở thành một trong những doanh nghiệp có tương đối mạnh trên địa bàn tỉnh. Từ một đơn vị chỉ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, đến nay công ty cổ phần Bắc Trung Nam đã mở rộng các loại hình kinh doanh, trong đó tập trung đầu tư và mở rộng các dịch vụ nhằm đem đến cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất. Lịch sử hình thành và phát triển. Ngày 7 tháng 3 năm 2005, công ty cổ phần Bắc Trung Nam chính thức được thành lập với số vốn đầu tư ban đầu 600 triệu đồng và hơn 10 lao động. Mỗi người lấy đi cổ phần chủ động năm 2010. Công ty cổ phần Bắc Trung Nam đã tạo được bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp lớn và phát triển công ty theo 100 năm thực hiện. Thậm chí năm 2003, công ty cổ phần Nam tăng trưởng sớm và đang là hàng năm của các doanh nghiệp chuyên bán hàng loạt. Tháng 1 năm 2009,